Chiều ngày 20 tháng 10, hàng trăm người dân đã tập trung tại hội trường chi đội kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, huyện Núi Thành để chờ đón những ngư dân may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa trở về. Thời tiết nó êm nhưng đây là dông lốc, thời tiết nó rất như vậy nhưng dông lốc nó ập tới là... có nhiều người chìm luôn rồi bắt đầu nổi lên, có người là lồng bị cái giòn ngánh nó rộng quá, có người là chui mép, có người là lồng nó được, sau đây nó bật nó được hai dòng nốt là anh em tôi là rất như là mừng, là biết là còn dòng nốt là cứu bắt được bọn tôi rồi, nhờ cái thúng, giờ còn hai cái thúng, ba cái thúng, anh em tôi lên cái thúng là biết anh em tôi nghĩ là biết là còn sống rồi, còn cái thúng là còn sống rồi. Khi thấy người thân của mình trở về sau sự cố chìm hai tàu của tỉnh Quảng Nam trên biển Trường Sa, nhiều cái ôm, nhiều giọt nước mắt đã rơi. Tại buổi bàn giao ngư dân về với địa phương, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban, ngành địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn.